Hoa Khôi thiên tài kiếm sĩ được cả trường công nhận. Bây giờ lại bị chính anh trai ruột của mình đánh trọng thương. Khi Thôi Á Lâm sắp bị giết chết, thời điểm then chốt anh đã ra tay cứu cô. Lúc này anh đang nhìn Thôi Chân Kiếm bằng ánh mắt lạnh lùng. Thôi Chân Kiếm đổ mồ hôi lạnh, khuyên anh tránh xa chuyện của gia tộc Thôi Chân. Nghe vậy, ánh mắt anh càng lạnh lùng hơn. Đây rốt cuộc là loại gia đình bất thường nào vậy, lại xuống tay tàn nhẫn với em gái ruột như vậy? Nói rồi anh vung kiếm lên. Sau khi Thôi Á Lâm thấy người đến là anh, trong mắt lại bừng lên tia hy vọng, vừa mở miệng đã hỏi tại sao anh lại ở đây. Lúc đó anh mới phát hiện ra vùng bụng của Thôi Á Lâm bị thương. Anh thuận miệng đáp rằng anh đang làm chút chuyện ở gần đây và bảo cô nhanh chóng tập hợp sức mạnh ma thuật để cầm máu. Thôi Á Lâm ngoan ngoãn gật đầu, trên khóe miệng còn nở nụ cười. Sau khi Thôi Chân Kiếm kịp phản ứng lại liền cau mày nhìn anh. Tên gia hỏa lại diễn bộ dạng ngạo mạn này, ta đã nói đây là vấn đề của gia tộc chúng ta, ngươi đừng có nhúng tay vào. Nói rồi Thôi Chân Kiếm hét lên và lao về phía anh. Anh vừa nhìn thanh kiếm hắn đang cầm trong tay, liền biết vị trí tấn công của hắn, anh không cần cử động chân cũng có thể tránh được. Trong mắt anh, những đòn tấn công của hắn có đầy sơ hở. Cảnh tượng này trong mắt Thôi Chân Kiếm lại cực kỳ quái dị, bởi vì rõ ràng là hắn không nhìn thấy anh di chuyển. Trong khi hắn còn đang choáng váng, tiếng chuôi kiếm đập vào mặt hắn vang lên. Kỳ lạ là anh rõ ràng đã tấn công vào mũi hắn, tại sao máu lại phun ra từ miệng của hắn? Thân ảnh anh bám sát lấy hắn, đồng thời thanh trường kiếm trong tay anh cũng nhắm vào Thôi Chân Kiếm, đập thật mạnh vào bụng hắn. Sức lực cường đại đập nát mặt đất thành từng mảnh. Chịu một đòn này, Thôi Chân Kiếm liền trợn trắng mắt bất tỉnh. Anh quay lại nhìn Thôi Á Lâm, ngay khi anh định hỏi về tình hình của cô, nhưng sức mạnh ma thuật hắc ám lại xuất hiện trên người của Thôi Chân Kiếm. Nhìn thoáng qua anh đã nhận ra Thôi Chân Kiếm cũng biết ma thuật hắc ám, có vẻ như hắn cũng là một kẻ ác. Thôi Chân Kiếm nhìn anh chằm chằm đầy hung tợn, hắn nghĩ rằng anh vẫn còn là một sinh viên năm thứ nhất, hoàn toàn không thể đánh bại được hắn. Xẹt một tiếng, thanh kiếm của Thôi Chân Kiếm đã vung về phía đỉnh đầu anh. Cầm thanh Thanh Nguyệt kiếm trong tay, anh dễ dàng chặn được đòn tấn công của hắn. Thôi Chân Kiếm tức đến nghiến răng, rõ ràng hắn đã chuyển sức mạnh ma thuật vào thanh kiếm, nhưng anh lại không bị ảnh hưởng gì cả. Anh nhìn chằm chằm hắn giống như một kẻ ngốc. Trong khi hắn đang thất thần, anh liền tung ra một cú đấm. Một tiếng, cú đấm nặng nề rơi xuống bụng hắn. Thôi Chân Kiếm trúng cú đấm của anh, liên tục rút lui. Hắn không thể tưởng tượng được rằng đây lại là sức mạnh của một sinh viên năm nhất. Bây giờ Thôi Chân Kiếm chính là đơn phương bị ăn đánh. Sau đó hắn lấy ra một viên thạch anh tím, đây là một khối thánh tích nhân tạo, mặc dù thứ này mang lại tác dụng phụ rất lớn, nhưng bây giờ hắn không thể quan tâm nhiều đến thế. Sau đó hắn cho nó vào miệng nhai nuốt. Thạch anh tím này có thể ký khế ước tạm thời với tòa thánh. Sau khi ăn thánh tích, Thôi Chân Kiếm cười nham hiểm. Ma thuật hắc ám trong cơ thể của hắn mạnh hơn trước gấp chục lần. Phía xa xa, đám người phóng viên đang tập trung trước cửa của gia tộc Thôi Chân, chỉ cảm thấy như mặt đất đang rung chuyển. Nữ phóng viên tinh mắt nhận thấy điều bất thường ở phía xa, chỉ thấy ở ngọn núi phía sau gia tộc Thôi Chân, một luồng khí màu tím cuồn cuộn bốc lên trời. Gia chủ của gia tộc Thôi Chân vừa nhìn đã nhận ra đây chính là ma thuật hắc ám, mà mật độ ma thuật vô cùng dày đặc, người bình thường cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa vị trí đó lại gần với vị trí của Thanh Nguyệt kiếm. Tình hình bây giờ quá nguy hiểm, gia chủ phải tự mình đến đó xác nhận sự việc. Anh nhìn Thôi Chân Kiếm trước mặt ngoáy tai đầy khinh thường. Hóa ra chỉ là tập hợp sức mạnh ma thuật. Thôi Chân Kiếm nhìn anh với bộ dạng kiêu ngạo, hắn nhất quyết không để anh sống sót rời khỏi đây. Sau đó, sức mạnh ma thuật hắc ám trên cơ thể Thôi Chân Kiếm tạo thành hình một con rồng màu tím, nó được gọi là con rồng hủy diệt tất cả của tòa thánh. Nó nhận biết thông qua thánh tích và đến thế giới. Gầm một tiếng, con rồng hủy diệt đã kích hoạt đôi mắt nhìn xuyên thấu sự vật. Nhưng khi nó nhận thấy hơi thở trên cơ thể anh toát ra, lập tức sợ đến nỗi nước mũi có thể chảy dài đến 3 dặm. Tiếp đó con rồng hủy diệt liền muốn tẩu thoát khỏi đây. Giây tiếp theo, khế ước tạm thời với Thôi Chân Kiếm đã chấm dứt. Con rồng lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình và lập tức biến mất. Thôi Chân Kiếm bị bỏ lại, đứng đó với vẻ mặt sửng sốt. Sau khi định thần lại, Thôi Chân Kiếm còn muốn hỏi điều gì đó, thì anh đã đâm một nhát kiếm vào bụng hắn. Xoẹt một tiếng, một nhát kiếm đâm xuyên tim của Thôi Chân Kiếm. Lần này Thôi Chân Kiếm ngã xuống đất và hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó anh nói Thôi Á Lâm với rằng anh còn có việc phải làm. Nếu có ai hỏi, cứ nói chính cô đã đánh bại Thôi Chân Kiếm. Mặt khác, Hannibal, thủ lĩnh của tổ chức tín đồ cũng đang vô cùng kinh hoàng. Con rồng hủy diệt cảnh báo Hannibal, về sau đừng giao thánh tích cho kẻ khác, yếu chút nữa đã hại nó phải mất mạng. Hannibal bịch một tiếng liền khuỵu gối xuống đất, gã không hiểu vì sao tòa thánh lại tức giận như vậy. Cũng có thể điều đó đang ẩn giấu trong gia tộc Thôi Chân.